chào mừng bạn đến trạm cứu hộ động vật. Tôi là Kiki, người cai quản động vật. Hãy dùng máy bay không người lái để tìm xem có con vật nào cần chúng ta giúp đỡ không. Kéo vị trí trung tâm và xác định con vật bị thương. Một bức ảnh sẽ được chụp khi bạn định vị được chúng. Đã tìm được một con cá sấu bị đóng băng. Con chim công này bị bệnh. Con tê giác bị kẹt trong lốp xe. Chọn xe tải để đi đón các động vật bị thương. Đi theo các biểu tượng động vật và bạn sẽ tìm thấy các con vật bị thương. Kéo con vật lên xe tải. Mang chúng về trung tâm cứu hộ để điều trị. Đi theo các biểu tượng động vật và bạn sẽ tìm thấy các con vật bị thương. Hãy đưa các động vật vào bên trong nơi ở mới. Cổ tê giác bị kẹp trong lốp xe, hãy giúp nó với. Cố lên tê giác, sắp thoát ra rồi. Nhìn kia, cổ tê giác bị thương rồi. Sừng của nó bị gãy rồi. Xoay tay cầm để tạo một chiếc sừng mới cho tê giác. Làm mịn các cành bị gãy của sừng. Tuyệt vời, tê giác đã có sừng mới. Tê giác thích ăn các loại lá cây. Hãy giúp đỡ khám bệnh cho nó. Bây giờ, con vật đã khỏe mạnh, bạn vừa giúp đỡ thêm một con vật nữa đó. Hãy đưa nó về thôi. Tê giác sống ở thảo nguyên rộng lớn. Tạm biệt nhé, tê giác. Hồ bị đóng băng và cá sấu cũng đóng băng luôn. Cá sấu được cứu rồi, nhưng nó vẫn rúng mình vì lạnh.
Ồ, đó là trứng cá sấu. Trứng cá sấu sẽ nở nhanh hơn trong chiếc tổ ấm áp. Cá sấu con nở rồi. Thật tuyệt vời, cá sấu mẹ và lũ con thật vui vẻ. Cá sấu thích ăn cá. Hãy giúp đỡ khám bệnh cho nó. Bây giờ con vật đã khỏe mạnh, bạn vừa giúp đỡ thêm một con vật nữa đó. Hãy đưa nó về thôi. Cá sấu thường sống ở sông hoặc hồ. Tạm biệt nhé cá sấu. Chim công không vui vì nó bị bệnh ngoài da. Ôi trời, có nhiều bọ trên người chim công chưa này? Thuốc mỡ sẽ giúp chữa lành vết thương. Tuyệt vời, bệnh trên da chim công đã được chữa khỏi. Nó muốn lông đuôi thật đẹp. Chim công thích ăn lá cây và côn trùng. Hãy giúp đỡ khám bệnh cho nó. Bây giờ, con vật đã khỏe mạnh, bạn vừa giúp đỡ thêm một con vật nữa đó. Hãy đưa nó về thôi. Chim công sống trong rừng. Tạm biệt nhé, chim công.